Xin chào mừng quý bà con cùng quý vị khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với bản tin giá sầu riêng được phát trên kênh Cuộc Sống Nhà Nông của chúng tôi. Mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin mới nhất về giá sầu riêng hôm nay. Lần đầu đến với kênh, quý bà con và các bạn đừng quên cho kênh xin một like và một đăng ký. Chúc quý bà con và các bạn cùng quý vị làm việc thật nhiều niềm vui và hiệu quả và luôn ngập tràn tiếng cười trong cuộc sống. Nhu cầu sầu riêng tại thị trường Trung Quốc vẫn nâng cao, nhưng sự cạnh tranh giữa sầu riêng từ Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Campuchia, Lào và các nước khác về sầu riêng Việt Nam sẽ trở nên gay gắt hơn. Vì vậy, sầu riêng Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc phải tuân thủ các yêu cầu của pháp luật, quy định, tiêu chuẩn quy trình của Trung Quốc liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Người làm vườn và doanh nghiệp cần hợp tác chặt chẽ để sản xuất sầu riêng và đảm bảo an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật và truy xuất nguồn gốc. Nếu sầu riêng Việt Nam không chú trọng nâng cao chất lượng, mẫu mã đáp ứng yêu cầu của thị trường Trung Quốc, thì sầu riêng Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi xuất khẩu sang thị trường tỷ dân. Đồng thời, chúng ta chỉ có thể kiểm soát được bệnh trên trái sầu riêng và côn trùng gây hại theo thỏa thuận, nhờ chỗ cho các vấn đề về chất lượng như độ chín, độ khô, trái tốt hay xấu, già hay non. Chất lượng sầu riêng phụ thuộc hoàn toàn vào người làm vườn và thương lái. Vì vậy, tại các vùng trồng sầu riêng của nước ta vẫn còn xảy ra tình trạng sầu riêng non bị ép bán sang Trung Quốc do giá cao và nguồn cung thiếu hụt, khiến Việt Nam có khả năng cạnh tranh kém, đặc biệt là về mặt giá cả và chất lượng. Đồng thời, nó cũng ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu sầu riêng của Việt Nam tại thị trường Trung Quốc. Vấn đề chất lượng sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam không chỉ là bài toán của doanh nghiệp mà còn là bài toán của toàn ngành nông nghiệp. Giá sầu riêng miền Tây, sầu riêng ri 6 loại A 74.000 đến 75.000 đồng một ký, sầu riêng ri 6 loại B 59.000 đến 60.000 đồng một ký, sầu riêng ri 6 loại C 42.000 đến 43.000 đồng một ký, sầu riêng Thái loại A 85.000 đến 87.000 đồng một ký, sầu riêng Thái loại B 65.000 đến 67.000 đồng một ký, sầu riêng Thái loại C 45.000 đến 46.000 đồng một ký. Chuồng bò loại A 60.000 đồng một ký, chuồng bò loại B 45.000 đồng một ký, chuồng bò loại C 32.000 đồng một ký, mu sinh kinh loại A 125.000 đồng một ký, mu sinh kinh loại B 105.000 đồng một ký, mu sinh kinh loại C 80.000 đồng một ký, mon thông loại A 86.000 đồng một ký, mon thông loại B 66.000 đồng một ký và mon thông loại C 46.000 đồng một ký. Giá sầu riêng miền Đông, sầu riêng ri 6 loại A 69.000 đến 70.000 đồng một ký, sầu riêng ri 6 loại B 54.000 đến 55.000 đồng một ký, sầu riêng ri 6 loại C 40.000 đến 42.000 đồng một ký, sầu riêng Thái loại A 80.000 đến 82.000 đồng một ký, sầu riêng Thái loại B 62.000 đến 63.000 đồng một ký, sầu riêng Thái loại C 45.000 đến 46.000 đồng một ký. Chuồng bò loại A 60.000 đồng một ký, chuồng bò loại B 45.000 đồng một ký, chuồng bò loại C 30.000 đồng một ký, mu sơ kinh loại A 125.000 đồng một ký, mu sơ kinh loại B 105.000 đồng một ký, mu sơ kinh loại C 80.000 đồng một ký, mon thông loại A 86.000 đồng một ký, mon thông loại B 66.000 đồng một ký và mon thông loại C 46.000 đồng một ký. Giá sầu riêng Tây Nguyên, sầu riêng ri 6 A 70.000 đến 72.000 đồng một ký, sầu riêng ri 6 B 56.000 đến 57.000 đồng một ký, sầu riêng ri 6 C 40.000 đến 42.000 đồng một ký, sầu riêng Thái loại A 80.000 đến 82.000 đồng một ký, sầu riêng Thái loại B 62.000 đến 63.000 đồng một ký và sầu riêng Thái loại C 45.000 đến 46.000 đồng một ký. Giá sầu riêng xuất khẩu ri 6 loại A 135.000 đồng một ký từ 1 kg 8 đến 5 kg, ri 6 loại B 120.000 đồng một ký từ 1 kg 6 đến 5,5 kg, sầu riêng Thái loại A 145.000 đồng một ký, sầu riêng Thái loại B 135.000 đồng một ký, mon thông loại A 125.000 đồng một ký từ 2 kg đến 5,5 kg, mon thông loại B 110.000 đồng một ký từ 1 kg 8 trở lên. Xin chân thành cảm ơn quý bà con và các bạn đã cùng lắng nghe bản tin được phát trên kênh Giá Sầu Riêng hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã chia sẻ thông tin cũng như lan tỏa đến tất cả mọi người. Xin hẹn gặp lại quý vị, quý bà con và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.